Nhanh lên em ơi. Đây đây. Ờ về đi. Ngày kia đi nhá. Thầy nhớ đặt lịch cho em đi chiều à mùng 1 đấy nhá. Em toàn lên cái số nào rồi. Không cần chào, chỉ có đi theo bài hát thôi. Hello mọi người, đoàn chúng tôi vừa mới tập xong. Đây này, đốt cái này lửa đây lên tập ấm. Cái Phương này từ mai bắt đầu vào cầm tập cái đuôi rồng đi nhá, để tối hôm đấy đi nhá. Ừ. Sơn nhưng mình đang ngay đầu này thôi, ngay Phủ Yên. Hả? Sao mà như con đứa con gái nào cũng xin đi trường nghề ấy nhỉ? Tối sinh nhật em. Hả? Tối sinh nhật em xin đi chiều luôn. Chiều nào? Năm ạ. À. Thế đi về đây rồi tổ chức sinh nhật cái gì đúng không? Thầy nhớ cho em đi ấy thầy ạ. Rồi ok anh em nhá. Rồi tắt điện ngoài đi em ơi. Chúng mày vào tắt điện ngoài cái công tắc ở dưới. Hello các bạn, đoàn mình vừa mới tập xong cái này, tập xong hơi muộn một chút. Cảm ơn mọi người rất nhiều.